Trong năm 2023, Long An đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch, đạt doanh thu khoảng 560 tỷ đồng. Những con số được ghi nhận chủ yếu đến từ các khu di tích lịch sử, những dự án du lịch sinh thái, giải trí, văn hóa, thể thao mà chưa tính đến du lịch đường sông. Đây có thể xem là nguồn tài nguyên vô tận của Long An, nơi có hai con sông nổi tiếng là Dàm Cỏ Đông và Dàm Cỏ Tây thuộc hệ thống sông Đồng Nai và có nhiều chi lưu nối liền với sông Cửu Long, tạo thành một vùng có cảnh quan sông nước rất đặc biệt và riêng có ở cửa ngõ từ miền Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây Nam Bộ. Có thể nói, thưởng ngoạn cảnh đẹp kết hợp tìm hiểu văn hóa giang sông ở Long An là một sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách và trên thực tế đã trở thành tour du lịch rất được yêu thích trong nhiều năm qua. Từ năm 2010, công ty cổ phần Let's Trivet chuyên khai thác các tour du lịch đường sông tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưa những lượt du khách đầu tiên đến với Long An để đắm mình trong cảnh sông nước hiền hòa và hòa mình vào cuộc sống nông thôn mộc mạc. Đã 13 năm, tour du lịch đường sông tầm trung có chiều dài khoảng 60 km từ bến tàu quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh theo sông Chợ Đệm về bến Lức trước khi vào Dàm Thủ rồi trải nghiệm tại chợ ven sông Thủ Thừa vẫn được duy trì đều đặn mỗi ngày. Sau khi trải nghiệm ở nhiều nơi trên khắp Việt Nam, nhiều du khách đã trở lại và Let's Trivet đã có những ghi nhận tích cực từ những phản hồi của nhiều du khách. Rằng đây là tuyến du lịch đường sông hấp dẫn với nhiều trải nghiệm phong phú, vừa dặn cho chuyến đi trong ngày, đủ sức thu hút du khách trở lại. Đến Thủ Thừa, du khách sẽ đến thăm đình Vĩnh Phong, nơi thờ người có công lập nên vùng đất Bình Thạnh xưa và ngày nay có tên Thủ Thừa là ông Mai Tự Thừa. Trước đình Vĩnh Phong là nơi hai dòng nước từ Dàm Cỏ Đông và Dàm Cỏ Tây chảy vào kinh Thủ Thừa gặp nhau, gọi là chỗ giáp nước. Đây cũng là nơi ghe thuyền theo kinh Thủ Thừa xuôi ngược Nam Kỳ Lục Tỉnh, dừng lại nghỉ ngơi, chờ con nước thuận, nên đã hình thành khu vực bán buôn sầm uất, tiền thân của ngôi chợ ven sông Thủ Thừa ngày nay. Với những du khách từ nước ngoài, chợ truyền thống Việt Nam là điều gì đó rất lạ, rất hấp dẫn. Rộng ràng cảnh người bán kẻ mua chào hỏi, ngã giá, tạo nên hình ảnh rất riêng, gây thích thú với những vị khách chỉ quen với các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị. Có thể chúng ta đã quen với con nước ròng, nước lớn, quen với bãi bồi, đợi dòng nước phù sa, quen với dòng sông bên voi bên vịnh, nên không cảm được sức hút của cảnh quan sông nước quê nhà đối với khách phương xa. Thực tế, những gì thôn quê chúng ta có như một thứ tài nguyên vô tận. Và hơn thế nữa, đối với du khách, nó là cả một kho tàng lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của địa phương mà từ phương xa họ tìm đến đây khám phá. Sau hành trình trên 60 cây số đường sông, trải nghiệm ở những điểm đến như chợ ven sông Thủ Thừa, chùa Bồ Đề, chèo xuồng trên con rạch nhỏ, khám phá đồng ruộng kiểu miền Tây Nam Bộ, du khách sẽ được thưởng thức bữa cơm Việt và nghỉ ngơi trước khi trở về bến tàu quận Nhất vào lúc 16 giờ chiều để kết thúc tour du lịch ven sông trong non một ngày. Beautiful thing about this speedboat tour. Điều tuyệt vời nhất mà tour đã mang đến cho tôi, một công dân nước ngoài, có dịp được hiểu, được cảm nhận về sự phát triển của Việt Nam, của những tuyến đường thủy, của ngành nông nghiệp và cuộc sống của con người Việt Nam, song hành xuyên suốt chiều dài lịch sử của sự phát triển đường sông, đường thủy. Trong mắt tôi, Việt Nam, đồng bằng sông Mekong, những làng xã địa phương, những cánh đồng lúa, những rặng dừa dọc theo bờ sông, chúng rất khác biệt. Vì ở Úc, chúng tôi không có được cuộc sống gắn bó bên những con sông, con kênh như người dân Việt Nam. Chúng tôi không có đồng lúa xanh, không có nhiều kênh rạch, suối, thác hay không có được thời tiết và nhiệt độ phù hợp với cây cỏ và nông nghiệp như ở đây. Đất nước chúng tôi rất khô cạn. Chợ ở đây cũng vậy, mọi thứ đều rất tươi ngon và có đủ loại cá với hải sản khác nhau. Ở Úc, chúng tôi không có được sự đa dạng như vậy. Chúng tôi không có nhiều lựa chọn. Chợ của chúng tôi cũng không hề gần khu dân cư nơi người dân sinh sống. Đa phần nó sẽ giống như một siêu thị để mua sắm. Nó không giống chợ tươi dọc sông với đủ loại thực phẩm địa phương như cá, hải sản, rau củ. Quá nhiều sự lựa chọn rau củ tuyệt vời. Và nói tóm lại thì
thì tôi cảm thấy người Việt có vô vàn sự lựa chọn về thực phẩm nhiều hơn so với chúng tôi. Và để mà nói thì môi trường Việt Nam cũng rất giàu có, từ văn hóa, thời tiết, nắng đẹp, kênh rạch và một phần nông nghiệp rực rỡ. Và còn một điều cũng rất ấn tượng đối với tôi khi đến đây, đó chính là sự siêng năng cần cù của con người nơi đây. Họ thật sự rất chăm chỉ. Hiện tại mỗi ngày, Les Trivet có vài chuyến cano đưa khách từ đô thị nhộn nhịp bậc nhất phía Nam là thành phố Hồ Chí Minh đi về vùng quê Long An với 10 đến 20 khách, chủ yếu là khách quốc tế. Trước dịch, con số này có lúc lên đến 30 cho đến 40 khách một ngày. Qua Les Trivet, trung bình mỗi năm có trên dưới 3.000 khách du lịch nước ngoài đến trải nghiệm và lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Long An nói riêng và Việt Nam nói chung đến với bạn bè trên thế giới. Trước nhất là cái độ dài của những con sông liên kết từ thành phố Hồ Chí Minh đi xuống dưới kênh Thủ Thừa thì nó nằm trong cái độ di chuyển khoảng tầm hơn một tiếng thôi. Và đó là cái điều kiện thuận lợi đối với cái chương trình tour đường sông. Điểm thuận lợi thứ hai là cái điểm đến trong chương trình đó là cái sự liên kết rất là đặc biệt. Tại vì bên công ty Les Rivet là chuyên phục vụ cho khách du lịch quốc tế. Và cái thế mạnh của cái việc khai thác khách du lịch quốc tế đó là người ta muốn đi đến những cái điểm đến nào đó để có sự giao thoa văn hóa, trao đổi văn hóa giữa họ với những cái người dân địa phương. Hiện tại công ty đang khai thác về cái tuyến Thủ Thừa thì là có một cái sự giao thoa rất là đặc biệt trong tour, đó là vừa tham quan được một cái chợ ven sông, đó là cái chợ Thủ Thừa, vừa tham quan được cái đình Vĩnh Phong, một cái di tích rất cần được bảo tồn và cần được nhiều người biết đến. Sau đó thì đến Thánh Thất Cao Đài và về cái chùa Long Thạnh, cũng là trường Bồ Đề Phương Di, nơi nuôi dạy hơn 200 trẻ em mồ côi tại khu vực Thủ Thừa, Tân An, Long An. Và sau đó thì tàu tiếp tục đưa khách vào một cái vùng nông thôn, vẫn có đò chèo, vẫn đến giao thoa với người dân địa phương về việc trao đổi về đời sống, về những cái trải nghiệm đặc biệt, về cái mức độ mà người dân ở đây người ta sinh sống bằng nghề nông như thế nào. Đó, thì đó cũng là một cái thành công, bởi vì trong suốt hơn 13 năm công ty hoạt động thì tất cả những cái phản hồi của khách rất là tích cực. Nói đến Long An, người ta nghĩ ngay đến con sông Vàm Cỏ với hai nhánh sông có hình dáng trữ tình tạo nên cảnh quan sông nước đặc sắc, đó là sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Cùng với Đồng Tháp 10, hai con sông đã tạo nên nền văn hóa nông nghiệp phong phú của vùng đất Long An trải dài qua nhiều thời kỳ, mà ngày nay vẫn còn lưu giữ bằng nhiều dấu tích văn hóa lịch sử ở ven bờ. Dấu ấn của nền văn minh lúa nước khá đậm nét đã hiện diện ở đây, không chỉ được ghi nhận từ những chi chỉ của các nền văn minh cổ xưa, mà còn là tập quán văn hóa dựa trên nền nguồn nước hai con sông này để sản xuất nông nghiệp và xây dựng nên các làng mạc. Dù những năm gần đây, nền kinh tế có sự chuyển dịch sang công nghiệp với trên dưới 50% giá trị nền kinh tế, thế nhưng Long An vẫn còn được biết đến với những sản vật từ nông nghiệp như gạo Tài Nguyên, gạo Nàng Thơm Chợ Đào, rượu đế Gò Đen, dưa hấu Long An, thơm Bến Lức, đậu phộng Đức Hòa, thanh long Châu Thành, khoai mỡ Bến Kè. Với một địa phương nằm sát ranh trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất nước, Long An đúng ra phải là nơi hấp dẫn đầu tiên đối với thị trường du lịch, có doanh số 160.000 tỷ đồng từ 5 triệu lượt khách quốc tế như là thành phố Hồ Chí Minh. Trong tiến trình đô thị hóa nhanh chóng như hiện nay, khách quốc tế khi đến Việt Nam nói chung và đến thành phố Hồ Chí Minh luôn có xu hướng tìm về các vùng nông thôn, nơi còn lưu giữ những giá trị văn hóa cổ truyền với những di tích lịch sử, công trình văn hóa đại diện cho đời sống cộng đồng, nơi lắng động, hồn quê, tình quê, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Và có thể khẳng định Long An là một nơi có gần như đầy đủ những điều đó để có thể trở thành nơi lựa chọn đầu tiên cho du khách khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng trong thực tế, thế mạnh mà không nơi nào có được đó với các nhà kinh doanh lữ hành, Long An cũng chỉ là một thị trường tiềm năng. Long An nó có một cái nét rất là đặc trưng về cái miền Tây của sông nước và có những cái vị trí địa lý rất là đắc địa ha. Nhưng mà mình ấy, nó tựa như Long An của mình hiện tại giống như một cái viên ngọc thô cần phải được gọt rửa. Chúng tôi nghĩ là Long An nên
quan tâm nhiều hơn đến các doanh nghiệp làm du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái thành phố mà tiếp cận và lân cận nhất và đón nhiều nguồn khách đến Long An nhất, củng cố và tạo ra nhiều sản phẩm tốt hơn nữa, và đặc biệt là quảng bá truyền thông rộng rãi hơn nữa, vì thời đại sắp tới là thời đại số, thì cho nên là cái mức truyền thông chúng ta sẽ quảng cáo nhiều hơn để quảng bá cho Long An. Và đặc biệt cuối cùng là cảng Long An hiện nay là một cái thuận lợi, là cảng lớn và cảng có thể đón được nhiều khách du lịch đến Long An. Đó là một cái nguồn tiềm năng rất là lớn để phát triển. Trong một chuyến khảo sát được tổ chức bởi Trung tâm Xúc tiến Du lịch Long An và Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh để giúp Long An xây dựng hệ thống bến bãi nhằm phát triển mảng du lịch đường sông, một số chuyên gia cho rằng Long An vẫn phải bắt đầu từ đầu nếu muốn khai thác thế mạnh của mình. Tuy nhiên, cho dù có phải đầu tư để cho các tuyến có thể hoạt động được, thì những gì mà Long An bỏ ra cũng không phải quá lớn và quá khó khăn. Thông qua con sông Vàm Cỏ Tây, thì có thể thấy rằng là cái những cái vẻ đẹp hoang sơ cần phải đánh thức ở trên con sông của tỉnh Long An, và đây là một trong những cái điểm đến có nhiều cái danh lam thắng cảnh, có những cái khu di tích lịch sử và đặc biệt là có những khu tâm linh, là một trong những cái mấu chốt, một trong những cái điểm nóng, và đó là một trong những sự kỳ vọng của nhà đầu tư cũng như là các cái doanh nghiệp mà muốn phát triển đồng hành với các cái sản phẩm du lịch trên sông. Cái dọc theo sông là một cái địa hình rất là phù hợp trong cái việc mà tổ chức cái tuyến đi trong ngày, thổ nhưỡng, mặt nước êm đềm, cộng thêm là các cái hành lang bên sông nó vẫn còn có những cái nét hoang sơ, thì như vậy chúng tôi cảm thấy rằng đây là một cái điều mà chúng tôi kỳ vọng trong cái việc để đầu tư các cái bến, các cái điểm neo, các cái bến nổi cũng như là các cái bến thủy nội địa trong cái việc mà phục vụ cho các cái sản phẩm, cụ thể là du thuyền. Ví dụ như hiện nay tôi thấy rằng là nếu mà di chuyển trên thành phố Sài Gòn thì nó có những cái bất cập, những cái cầu hiện hữu mà để mà khắc phục nó thì cần phải có cái thời gian. Thì Long An được cái là nó hoàn toàn nó vẫn còn mang cái nét hoang sơ, cũng như là cái tuyến dọc bờ sông nó vẫn còn thông thoáng. Thì cái điều đó là điểm lợi trong cái việc mà di chuyển các cái loại tàu, du thuyền, hàng trung. Có thể nói, làng quê với mùa màng mộc mạc, không gian sông nước với những cây cối hoang sơ lại là thứ cao lương mỹ dị đối với những người phương xa. Những di tích văn hóa quen thuộc, những khu chợ truyền thống đơn sơ với những con người chân chất lại là những tinh hoa để bạn bè khắp nơi tìm hiểu và khâm phục. Và nếu khai thác đúng, thì với thế mạnh sông nước hiền hòa, con người thân thiện của mình, Long An có thể thuyết phục phần lớn trong số 5 triệu lượt khách quốc tế đến với thành phố Hồ Chí Minh để về thăm Long An. Nhìn thấy được thế mạnh của mình và những thế mạnh đó đã khai thác hiệu quả trong thực tế. Chúng ta đặt giả thiết, dù Long An hiện còn hạn chế ở dịch vụ lưu trú, nhưng nếu được quy hoạch các tuyến tầm trung như Les Rivets đã và đang khai thác, thì Long An cũng có rất nhiều tiềm năng. Cụ thể, cứ nhìn vào tuyến Sài Gòn đi Thủ Thừa, nhưng chúng ta mở rộng ra các tuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi Dàm Nhật Tảo, Dàm Đôi Ma, với làng nghề dệt chiếu, hàng cao vua, hoặc thành phố Hồ Chí Minh đi sông Xoài Rạp theo sông Cần Giuộc, với chợ Giang sông Cần Giuộc, chùa Rạch Núi, rồi xuống đồn Rạch Cát, nhà Trăm Cột, cảng quốc tế Long An, cũng có những cảnh quan tương tự. Khi đó, chỉ riêng các tour tầm trung chừng 6-70 cây số, Long An cũng đã có rất nhiều sản phẩm để du khách lựa chọn. Ngoài ra, Long An cũng có thể kêu gọi đầu tư vào các tuyến du thuyền tầm xa để đi đến các di tích, các khu sinh thái của vùng Đồng Tháp 10, như theo Kinh Bo Bo, thăm khu di tích cách mạng, kết hợp tham quan Chanh Chiệt, Hoàng Cầu, các làng nghề của huyện Đức Huệ. Ngược Dàm Cỏ Tây đến khu bảo tồn dược liệu Đồng Tháp 10, làng nổi Tân Lập, tham quan chợ Kiến Tường, giếng Chùa Nổi. Theo Dàm Cỏ Đông đến thăm các di chỉ văn hóa Ốc Eo, khu di tích ngã ba Đức Hòa. Chúng tôi cũng đã tham mưu để đang xây dựng cái phương án về khai thác tuyến du lịch đường sông. Trong đó có việc đầu tư hình thành các bến thủy nội địa. Việc hình thành bến thủy nội địa này thì thủ tục hiện nay cũng có những cái chúng ta phải làm cho nó chặt chẽ, nên nó có những vấn đề nó có theo quy định
thì nó có vấn đề cũng kéo dài. Chúng tôi sở văn hóa thể thao du lịch tiếp tục, chúng tôi sẽ là một cái cơ quan chủ trì để đôn đốc cùng với các sở ngành và địa phương có liên quan để tháo gỡ, giúp cho nhà đầu tư sớm đầu tư thêm những cái bến thủy nội địa để họ đủ điều kiện để mà đưa khách du lịch đường sông từ thành phố Hồ Chí Minh đến với Long An ở nhiều địa bàn, cụ thể ở tuyến dòng sông Dàm Cỏ Đông, Dàm Cỏ Tây, sông Bảo Định của thành phố Tân An. Tôi hy vọng rằng với sự ủng hộ nhiệt tình của các sở ngành và địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư sẽ đến với Long An, chúng tôi cùng tháo gỡ, hỗ trợ, giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng sẽ sớm hình thành những cái bến thủy nội địa để chuyên phục vụ, không phải cho sản xuất hàng hóa giao lưu thông, mà những bến này trước mắt chúng tôi để phục vụ cho cái vấn đề phát triển cái du lịch đường thủy. Theo định hướng cho ngành du lịch tỉnh nhà, tới đây Long An sẽ đầu tư để ven sông Bảo Định trở thành khu vực vui chơi giải trí thương mại theo kiểu trên bến dưới thuyền. Và nếu kết hợp việc xây dựng các bến neo, bến đổ ven sông Bảo Định để các tour đưa du khách về đây tham quan khu vực thành phố Tân An và từ Tân An đưa khách đi khắp nơi theo hai dòng sông xinh đẹp, thì chắc chắn bộ mặt du lịch Long An sẽ rất khác. Nhìn vào hệ thống sông rạch gắn với những điểm đến như di tích lịch sử, chợ, làng nghề, quả thật Long An chính là mảnh đất màu mỡ để phát triển du lịch ven sông. Tuy nhiên, để mảnh đất màu mỡ ấy mang lại hiệu quả, thì Long An cần phải có những đầu tư phù hợp để tiềm năng ấy được đánh thức.